Nhanh cái tay lên xem nào. Có mỗi cái xô nước mà bê mãi không được. Mẹ cứ từ từ xem nào. Tí nữa khóc làm xong. Chào cô ạ. Bây, cô làm gì đấy? À Khải à, mẹ con cô đang dọn nhà. Vậy để cháu giúp một tay. Ở nhà cháu làm suốt. Nên là mấy cái này là chuyện nhỏ ấy mà. Hả? Cô cảm ơn nhá. Mày xem bạn mày kìa, làm gì cũng nhanh nhẹn tháo phát như thế. Đằng này thì Nani? Cậu cũng đọc chuyện này à? Ừ, cậu cũng đọc à? Tất nhiên rồi, tớ còn sưu tập cả bộ này này. Ui, tí cho tớ mượn nhá. Thôi, cậu cứ đọc trước đi, tớ đăng nốt cái video lên TikTok đã. Mày xem bạn mày, học mọi lúc mọi nơi kìa. Còn mày chỉ sớm tối, cắm mắt vào cái điện thoại thôi. Ơ, nhưng mà tớ đọc chuyện mà mẹ. Hả? Đấy, mẹ nói một câu để cãi lại người con. Lấy sách vở ra của bạn nhé. Vâng ạ. Đây, cháu ăn đi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhá. Vâng, cháu xin ạ. Nè, ăn đi. Vâng, con mẹ ăn cơm ạ. Cơm của nó ngon quá, tiện tụi nó xin thêm bát nữa. Khá, thằng này khá. Đấy, mình xem bạn mày kìa, ăn một phát hết bát cơm. Đâu có ngồi ngâm cả bát cơm, ăn mãi không xong như mày. Hả? Sao mà có ăn bát to mà. Lại cãi đấy. Mình ăn nó làm con tôi luôn đi, nó còn làm gì nữa. Quý. Trời ơi. Đi đây. Hey brother, cậu mang hành lý đi đâu vậy? Đi tìm đường cứu nước à? Đi đâu mà đi, tớ bị mẹ đuổi ra khỏi nhà đi có. Không sao, thế về nhà tớ chơi thử thách. Thử thách gì? Thử thách đoán chiều dài đồ ăn. Nào, trước khi vào thử thách thì bọn mình hãy cùng ghi số tiền lì xì tớ nhận được qua kỳ nghỉ Tết vào đây nhá. Ok. Nào. Một, hai, ba. Hả? Không đồng á? Mãi 300. Có 300 luôn à? Ý thế. 300 đâu mà 300. Đây là 3 triệu. Tết năm nay mình không đi đâu nhiều nên mình chỉ được nhận 1 triệu từ bố mẹ lì xì thôi. Mình thì lớn rồi, lại phải đi lì xì cho người khác. Mình được 3 triệu tiền lì xì, trong đó 100.000 là của mình, còn 2.900.000 là tiền lì xì của em mình, mà của em mình nghĩa là của mình rồi. Thế cũng hơn mình. Còn các bạn được lì xì bao nhiêu thì hãy comment xuống dưới cho bọn mình biết với nha. Các cậu có 5 giây để đoán chiều dài của đồ ăn. Nhớ không đoán chính xác được kết quả thì sao nhỉ? Ờ cũng đúng. Gần đúng là được rồi. Ai đoán sai sẽ phải ăn. Ồ. Rồi, chơi luôn đi, vòng đầu tiên. Đồ ăn vòng đầu tiên. Vâng. Oh. 5 giây bắt đầu. 5, 4, 3, như 2, là đoán này. 1, nào đoán đi nào. Tầm Rồi. Trời ơi, vòng này mà phải ăn thì đúng là nào, cộng hành rồi. To như này cơ mà. Cái ăn hành nhất luôn đấy. 3, 2, 1. 50cm. 45cm. Nào, để mình kiểm tra xem ai may mắn được ăn cậu hành này nha. Đó. Quả này 30cm là kịch thôi. 5455. 55cm. Ui. Đầu xuân năm mới. Mày quá. Thực ra mình hơi xa một tí thôi nhưng mày vẫn không phải ăn. Ui. Không biết cậu hành này học hành gì mà to trời. Trời ơi, mùi nó hôi vậy. Vòng tiếp theo. Rồi, nào, bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 100cm. 80cm. 60cm thôi. Ủa, sao chênh lệch quá nhỉ? Nào, để xem ai đang nghỉ nhá. Phải sát vào nha. Ở đâu, lệch rồi. Lệch trên này. Rồi. Trên này mới đúng nè. 67. 67. Ôi, mình quay tay lại là người phải ăn bánh mì của các bạn ạ. Hay là mình phải cố tình sai các bạn nhỉ? Bánh mì ngon như thế này mà. Không. Có ý đồ rồi. Không nope. Phải. Tớ không hề chọn bánh mì mà là bánh mì nó chọn tớ. Hiểu chưa? Ôi.
Đây là một quán sữa là ngon cực kỳ luôn nè. Không ăn gì hả? Ai mà có không ăn sai? Các bạn ơi, hình như mấy cái chuột đắn đắn này mây khoai tây không đủ độ lắm các bạn ạ. Nào, thế vậy để xem vòng này mây khoai tây có may mắn hơn không nhá. Let's go. Khó lắm. Khó lắm hả? Nào, vòng tiếp theo đi. Đây là cây gì nhỉ? Đây là cây cỏ. Cây nhà đam. Nhà đam ấy hả? Cái này mà ăn với sữa chua là ăn rất là ngon này. Năm, bốn, ba, hai, một. Từ mấy giờ là xong 5 giây rồi. Một, ba, hai, một. Yeah! 4 decibel. 45 cm. 38 cm. Đúng, không biết 4 decibel bằng bao nhiêu cm? 40 cm. Có vẻ này. Ừ, đâu? Nào, để xem cái quẻ là bao nhiêu đây. 42. 41,8 các bạn ơi. 41 thôi, mình vừa xem rồi. Đó là 41,5 các bạn ạ. Bây giờ mình phải làm tròn lên 41,8 thì nó gần bằng là 42 rồi. Đúng. Bây giờ 5. Bây giờ xem ai là người sai xa hơn nào. Bây giờ là 42. 41,5 thôi. Thế là 5, đó là cách xa 4 điểm. 4 điểm. Mình chỉ cách xa 3 điểm thôi. Thế thì Nam sẽ phải là người ăn. Chán lắm. Ui các bạn ơi, kinh quá. Nhìn lên như là rỉ mũi các bạn ạ. Ui nhầy nhụa này mình làm sao ăn được. Ăn thử nhớ. Ui các bạn ơi, đắng quá. Đắng hơn cả thuốc ấy. Thế mà không, mình không hiểu sao ăn với sữa chua lại ngon thế nhỉ. Sữa chua này làm ấy. Đúng thế. Sao một ly đi một dặm luôn. Nào vào nào vòng thứ mấy, thứ tư đúng không? Thứ tư. 1, 2, 3. Trốn. 4, 3. Ăn liền khổng lồ. 2, 1. Rồi. Nào. 3, 2, 1. 10 cm thôi. Còn 10, à và 20 cm. Ồ, hay đấy. Nào, để mình kiểm tra xem nhá, ai sẽ ăn con này nào. 20 tròn. 20 cm. Ôi đúng rồi. Người ăn. Xúc xích này to quá, chưa bao giờ mình thấy xúc xích ăn liền mà to như này bao giờ. Ôi các bạn ơi. Trên mặt cay quá. Cay á? Thế mà đưa đây cho bộ toán đâu. Ủa. Ngon quá. Nào, phần màn này có vẻ tăng độ khó lên đấy nhá. Ừ, khó à. Tập trung vào nhá. Có gì đấy? Có gì đây? Nào, 5, 4, 3, 2, 1, một. Rồi. Mình đã có đáp án rồi. Đừng run quá nhật ạ. Đừng lắm đi. Nào, 1, 2, 3. Ui. Kết quả bao nhiêu đây? 60, 68. Mình lệch lớn các bạn ơi. Nào, để mình đo nha. Bạn bè khai tây sẽ hỗ trợ mình. Trời ơi, nhưng mà mình phải là đây là ít 50. Phải 55. Nếu mà cong này phải 55. Năm phải hơn 55. Hơn 50 nha các bạn. 60. Thế là mình có đáp án gần đúng nhất luôn nhá. 40. Mà Nam là 38. Thôi, đã chơi phải chịu. Ui các bạn ơi, mình không ngờ con lươn nó lại trơn như này luôn ấy. Dài và to như này, nhìn như con rắn. Sợ quá. Thôi, liên thiết ít thôi, ăn đi. Con lươn thì bạn nào chả biết. Cậu ăn đi. Nào, cái này có vẻ dễ hơn nha. Đây là cái gì đây? Mô tàn. Cái này phải mà không đã xong xong luôn đấy nha. 5, 4, 3, 2, 1. Tinh tinh. 3, 2, 1. 12 cm.
13cm. Oh. 100mm. Oh. Thôi để mình đo luôn các bạn ơi, không cần đợi đến Khải đâu. Mình đo luôn nhá. Chết rồi. Chết rồi. Thế rồi bao nhiêu đây? 14, 15. Đi đây trời. Nè, mình đây ăn đi. Cảm ơn chúng tôi. Là mình muốn khóc. Không phải nó vì ngon mà nó cay. Okay. Cuối cùng, đồ ăn vòng này sẽ rất là đặc biệt đấy nha. Đây. Chị đấy. Đây hả? Con cú này hả? Trời ơi, dễ thương như này á. Thôi, thế thì thôi, mình xin nhận thua để được bé em này về nhé. Nhầm. Bác tổ chức nhầm rồi, trả lại cho ăn của con đi. Nào. Oh, thank you. Đây nha, đây mới là... Wow. 5, 4, 3, 2, 1. Bọng ơi, cô ấy giá bao nhiêu? 2, 1. 15cm. Ủa, các con số gần sát nhau vậy trời. 18. 19. Con chân thế kìa. Đáng quá các bạn ơi, đúng là. Nhưng mà mình nghe nói là ăn cái bột đó rất là bổ luôn các bạn, mặc dù nó đắng. Ta không giảm cân đấy. Thật đấy hả? Thế thì mình sẽ phải ăn hết. Như vậy là danh của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Qua mấy vòng chơi thì mình thấy mình vẫn là người đen đủ nhất. Mình là người may mắn nhất. Và mình cũng là một người vừa đen vừa may mắn. Nhưng mà không sao, dù sao mình đã chơi rất là vui rồi. Còn bây giờ video đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn sau nha.